chút nhá. Con gái đây à? Hả? Con gái đây. Có con rồi á? Bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Chúng ta sẽ phát theo gói quà. Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? 13 tuổi mà có con lớn rồi. Ê, khóc à? Ê, bác xem nào. Nhận quà chưa? Nhận quà chưa? Sao lấy chồng sớm thế? Lấy chồng chưa? 13 tuổi mà. Con lớn mà. Nhận quà rồi chứ? Em bốn ấy. Nhận quà chưa? Xong rồi, đây đây. Xong rồi. 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 Xong r